Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em. Thì bữa giờ không có giới thiệu cho anh em cam Thái trên bàn nha. Thì bộ cam này giá cũ ngày xưa là 380 nha. Thì giá mới hiện tại là 220. Tại sao có mức giá tốt như vậy thì anh em có thể tham khảo lại mấy clip trước. Tại vì bên mình cũng nói chung là cũng nhờ anh em hết á mà bên mình có được mức giá như vậy. Thì cũng để mức giá này cũng đã 2 năm rồi anh em nha. Thì chưa có tăng giá gì hết. Cam Thái trên vàng cho anh em nhưng mà mức giá là cực kỳ tốt luôn. Đó thì cũng mong là cái mức giá này thì anh em sẽ ủng hộ nhiệt tình cho bên shop nha. Một bộ cam này đây bên mình thì có hai loại luôn, cam thắng đùm và cam thắng đĩa luôn nha. Cam thắng đùm này thì dành cho anh em chơi rim quay đời đầu. Đó, rim hái super rim quen pha cúp rồi 67 rồi các dòng như là quay thái 110. Đó. Đây là anh em chơi quay tàu rim tàu chơi được cái loại này. Còn một loại đó là thắng đĩa nha. Thắng đĩa thì giá nó rất là mắc nha anh em, nhưng mà bên mình thì cũng nói chung là cũng thương thảo với người ta được cho nên là mức giá nó cũng tốt nha anh em nha, 250 một bộ. Nhưng mà nó sẽ không có tem nha anh em nha, tại vì tem thì nó thêm mấy chục ngàn nữa cho nên là mình không có nhờ người ta đóng tem. Đó, tại vì đóng tem thì nói chung thuế má thì nó mắc hơn nữa nè. Đấy. Thì về chất lượng thì đây, cam thì cam chân vàng Thái nha anh em nha. Mình sẽ quay chi tiết cho anh em coi. Anh em cứ yên tâm luôn về chất lượng ha. Đây, sẽ lên đầu để quay cho anh em coi. Nói về giá cả thì thắng đùm là 220 một bộ để dành cho anh em chơi rim quay. Còn những anh em là chơi thắng đĩa thì là 250 bộ là thắng đĩa của quay 110 Future 1 với lại quay ZX anh em nha. Còn anh em nào chơi thắng đùm thì quay alpha, quay thái rồi rim thái, rim super là thoải mái nha. Không phải lo. Đó, còn thắng đĩa thì có Future 1 ZX với lại quay 110. Đấy, đây anh em nhìn chân cao và chân vàng nha. Đẹp chưa anh em? Ok chưa, ổn áp chưa? Nói chung mà chất lượng cam cũng như là hàng thì thôi không phải nghĩ nha. Kể cả chân cam này vàng nhưng mà cái bản chân cái cam nó cũng sẽ hơi vàng nha anh em nha. Cái cam mà nó cũng hơi vàng rồi, anh em thấy nó vàng không? Rất đẹp luôn. Đó, cực kỳ ok nha. Đây. Cái này cam này là hàng nội địa Thái Lan nha anh em, là hàng chính hãng nội địa Thái Lan, giống như là hàng Việt Nam mà nó không có xuất khẩu đến nước ngoài nha. Thì hàng Thái này cũng không xuất khẩu ở nước ngoài nhưng mà mình thì mình chơi đường xách tay về nha. Đấy, nói chung là gửi qua tàu về thôi chứ không có phải là nhập khẩu chính ngạch về nha anh em. Cho nên là cái mức giá rất là tốt. Mà loại này thì thôi, anh em lên xe là cực đẹp luôn. Nếu anh em nào mà đã từng mua thì anh em cũng có thể để lại cho mình ý kiến nha. Tại vì nhiều anh em đã mua được loại này lắm rồi. Lộ này nếu mà tính ngót ngót thì bên mình bán được chắc cũng hơn 10.000 bộ đấy anh em. Nên đây là anh em yên tâm luôn về chất lượng nha. Đây, đó. Nói về cam này, anh em nhìn nha. Rất đẹp, sự luôn. Đấy, anh em thấy sao? Này, nhìn cái chân, cái cây cam này anh em thấy ưng ngay, nó vàng ươm mà nha. Rồi sẽ hạ thấp sáng xuống cho anh em coi. Đấy, anh em thấy nó vàng ươm luôn, rất đẹp nha. Đó, một cái cam như cỡ này thì anh em biết rồi ha. Đấy, vàng ươm, còn chân thì nó không cần nói nha anh em nha. Chân cam thì thôi, ôi trời ơi luôn. Chân cam là nó vàng cực đẹp luôn nha anh em. Chân cam thôi. Đấy. Anh em thấy chưa? Thì ở đây mình sẽ thử cho anh em vài cây. Mình sẽ gắn thử cho anh em vài cây vào đầu. Đó. Cây cam này anh em, mình sẽ nói đặc điểm cho nó cho anh em biết là cây cam này á thì bán sau của nó thì cũng tương tự như bán sau cam bán sau của quay thôi. Nó cũng to. Nhưng mà cam bán trước anh em là đúng cam Thái là chân cam, cái cam nó rất là bé nha. Đây là cam trước này, bộ này là cam trước này. Cam trước này thì cái bán của nó cái cam của nó rất là bé luôn em, so với cây cam sau nó bé hơn nhiều lắm này. Đây, anh em thấy không, nó bé hơn nhiều luôn đó. Và cây cam trước của Thái như vậy nha anh em, là chơi rim Thái Jin này kia thì anh em cũng biết cam trước là cam bé nha. Đó, nó mới đúng chứ không phải là, nhưng mà cam bé này nó không yếu nha anh em nha. Cam bé nó rất là cứng nha, cứng ngắc à chứ nó không phải là nó yếu đâu anh em. Cam bé thì cam bé nó rất là cứng nha, không phải lo luôn, chứ không phải là cam bé này nó yếu nha anh em. Vậy đây là anh em nghĩ như vậy thôi. Đây, khi anh em gắn vào này thấy wow, đẹp kinh khủng luôn nè. Đó, lên đồ lên đè cực đẹp luôn. Nói chung cái loại này mà anh em gắn xong anh em đi ra đường á đúng chất theo xe luôn, rất đẹp. Còn nhiều anh em hỏi là ở sao không bán cam Việt Nam với cam này nó khác gì nhau. Cam Việt Nam thậm chí nó đóng gói nhìn còn xịn sò hơn anh em. Nó đóng gói một một cây á là trong một bọc luôn, một cây là một bọc rất là xịn. Còn cái loại Thái này á, một bịch nó để riêng chân với lại để riêng cam thôi chứ nó không có đóng chung như cái quả kia, nó không có đóng lẻ theo từng cái. Đó, còn em biết không, cái cam Việt Nam hỏi là nó đóng theo từng từng bịch luôn, từng bịch nhỏ luôn. Nhưng mà nó thật sự với anh em là cái về cái độ đẹp của nó là không có cái cửa gì so với cái loại này nha.
đó, mình không phải chê hàng Việt, nhưng mà đây này anh em nhìn, có hàng Việt nó đâu có vàng như vậy đâu, hàng Việt nó trắng bóc mà, nó trắng tinh luôn, nó không có vàng, không có gì hết á. Đây cam trước và cam sau em sẽ thấy sự khác biệt này, nó nhỏ hơn rất là nhiều nha. Đó, chân từ chân cho tới cam đều nhỏ hơn hết, kể cả đầu cam cũng như vậy này. Đây đầu cam này, nè anh em thấy không, đầu cam nó cũng khác luôn nhá. Để cho anh em là chúng ta chưa tưởng tượng ra được thì đây coi vô lớp bình ha. Đó thì một bộ cam thắng đùm này mức giá rất là tốt cho anh em luôn, chỉ có 220.000 một bộ thôi đấy, mà anh em thấy không, chất lượng nó như thế này không phải nghĩ nha. Cái loại này thì nhiều anh em sẽ thích lắm này, tại vì anh em biết rồi, xe rim bây giờ thì anh em theo phong cách là xe zin xe đẹp, xe mộc, mà giờ anh em gắn một bộ cam nó trắng bóc vô thì nhìn nó rất là chõi luôn anh em ơi. Tại vì nhìn cái xe của mình nó, cái dàn ốc này kia nó đều vàng tươi hết, nhưng mà tự nhiên có mấy cái con cam nó bị trắng vô thì nó rất là xấu. Còn như chân này nó vàng ươm như thế này, anh em lên xe là cực đẹp luôn, không phải nghĩ nha. Đó, màu lên rất là đẹp. Cam này là cam mới 100% nha anh em nha, chứ không có phải xi lại hay là hàng xài rồi nha. Đó, này là mới 100%, anh em về thì sử dụng một thời gian thì nó theo nắng mưa đất đá này kia nó cũ theo thời gian thì nó sẽ dạng đúng theo là hàng theo xe luôn, nó sẽ vàng y hàng theo xe luôn nha anh em, rất là đẹp. Còn hiện tại thì nó sẽ mới hơn, nó sẽ bóng hơn, nhưng một thời gian nó bắt đầu cái màu nó lì lại, rất là đẹp luôn nha anh em nha. Đó, và bộ cam này anh em lên xe thì thôi khỏi phải nói rồi, những cái chân cam này cũng như là bộ cam của nó thì quá đẹp, màu sắc cực kỳ tươi tắn luôn. Đó, rất là ok nha, cam 7 màu chân vàng anh em ha. Thì cái này anh em biết rồi, loại này là anh em lên xe là chuẩn nhất rồi, đồ Thái mà anh em. Đấy, còn về chất lượng này anh em không phải nghĩ nha, đúng hàng Thái Lan cho anh em. Ok, bộ này là bộ thắng đùm. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm một bộ là thắng đĩa nữa nha. Thắng đĩa thì cái đặc điểm nó khác là khác cái gì? Đặc điểm của nó là khác là nhiều nhất, đó chính là cái phần độ dài anh em ha. Độ dài của nó. Ví dụ như đây là cam trước này. Đây là cam trước, còn đây cam sau nha. Cam sau là thắng đĩa và thắng đùm là tương tự nhau, nhưng mà cam trước thì nó sẽ có sự khác biệt nha anh em. Đây cam trước của thắng đĩa này, và đây là cam cam trước của bên thắng đùm này. Anh em sẽ thấy cái thắng đĩa nó dài hơn rất là nhiều luôn. Đó, anh em thấy chưa? Đây. Cái thắng đĩa nó dài hơn một khúc luôn. Lý do là vì cái cây thắng đĩa anh em, là cái cam thắng đĩa, cái thắng đĩa là cái đùm nó nhỏ, cho nên là nó phải bắt cái cam dài như vậy ha. Cái đùm đĩa thì nó bé hơn nhiều so với lại cái đùm mà sử dụng thắng đùm ha. Cho nên là anh em chúng ta phải sử dụng cái cam dài như vậy. Còn về chất lượng cam thì nó cũng tương tự như cái kia luôn, nó cũng dài tương tự như cái kia nha, không khác gì hết và rất là đẹp. Đó, thì anh em có thể bắt vô xe Future 1 ZX hoặc là Quay 110 thắng đĩa nha. Nói chung thắng đĩa anh em mới bắt được, thắng đùm này anh em bắt là nó bị dư. Phần chân thì nó cũng tương tự như bên kia, cũng là chân vàng rất đẹp nha. Đó, chân vàng ươm luôn, cực kỳ là ok. Thì anh em nào chúng ta cần loại nào thì có thể liên hệ với mình loại đó. Loại thắng đĩa này thì giá của nó là 250.000 một bộ nha. Và anh em lưu ý cho mình là cam sẽ không có tem nha anh em. Cam này sẽ không có tem. Đấy, mình nhập không có tem cho anh em, bởi vì có tem nó mắc quá. Có tem thì nó hơn 300.000 một bộ thì mình nghĩ là nó không hợp lý cho lắm. Cho nên là mình nói chung là càng rẻ được bao nhiêu thì mình càng cố gắng mình nhập rẻ cho anh em bấy nhiêu. Đó, chất lượng thì chuẩn cho anh em nha, không phải nghĩ. Đấy, giá cả thì thôi khỏi phải bàn luôn. Có anh em thợ nào muốn lấy nhiều về để gắn cho khách thì có thể liên hệ riêng với shop nha. Giá sỉ thì bên mình lúc nào cũng bao tốt cho anh em thầy thợ rồi, không phải nghĩ nha. Đó, thắng đĩa và thắng đồm đều có đủ loại cho anh em hết, cho nên là anh em cần thì có thể liên hệ với shop nha. Bên shop là số lượng bao nhiêu cho anh em, cho nên là anh em cần thì cứ liên hệ với mình. Đây, ví dụ như cam thắng đĩa, cam thắng đồm là một bộ là nó sẽ có hai gói này, và một gói là bắn trước, một gói bắn sau, chân cam ở phía trong luôn nha, chân cam ở phía trong cho anh em luôn, cho nên là anh em yên tâm. Mã đây, Made in Thái Lan. Đó, ok giờ loại cam này thì chất lượng cực kỳ tốt nha anh em nha, mà mức giá thì thôi không phải nghĩ, phá đảo luôn anh em ơi. Đây đó, quá đẹp anh em, thật sự luôn, quá đẹp. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với shop nha, số điện thoại 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha.